Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức thanh lọc lực lượng Sài Gòn FC. Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức nhiều khả năng sẽ thay thế các ngoại binh của Sài Gòn FC sau giai đoạn thi đấu không thành công vừa qua. Nguồn tin của VTC News xác nhận việc giám đốc kỹ thuật GDKT Lê Huỳnh Đức sẽ thay thế các ngoại binh hiện tại của Sài Gòn FC. Người duy nhất được ông Đức cân nhắc giữ lại là tiền đạo Gustavo Costa. Các tiền vệ Andriy Silva và trung vệ Albin Kion nhiều khả năng sẽ bị thanh lý hợp đồng ngay trước khi vòng 12 V-League diễn ra cuối tuần này. Đây là động thái không bất ngờ của cựu danh thủ này bởi chất lượng cầu thủ là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Sài Gòn FC. Họ không sở hữu lực lượng nội binh đủ tốt nên vai trò của các ngoại binh càng trở nên quan trọng. Dẫu vậy, chỉ Gustavo với 3 bàn thắng sau 7 trận thi đấu phần nào đáp ứng được yêu cầu. Andriy Silva và Albin Kion thi đấu khá thất vọng. Được biết, Sài Gòn FC đang thử việc nhiều cầu thủ ngoại đến từ châu Mỹ, châu Phi, trong đó có tiền đạo kỳ cựu Claudio. Đến thời điểm này, giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức chọn được 2 cầu thủ nhưng ông vẫn muốn cân nhắc thêm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ông Đức mới nhận nhiệm vụ làm giám đốc kỹ thuật Sài Gòn FC từ ngày 2 tháng 8. Bầu Bình kỳ vọng giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức sẽ giúp Sài Gòn FC thoát khỏi vũng lầy ở mùa giải năm nay. Đồng thời, cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam sẽ hoạch định chiến lược cho tương lai của đội bóng phía Nam. Sự xuất hiện của ông Lê Huỳnh Đức không ảnh hưởng đến vị trí của huấn luyện viên trưởng Phùng Thanh Phương. Ông Phương vẫn là người dẫn dắt đội bóng. Hai cựu danh thủ này sẽ kết hợp để đưa đội bóng vượt qua khó khăn. Trước mắt, Sài Gòn FC cần cải thiện thành tích để có thể trụ hạng ở mùa giải năm nay trước khi nghĩ về mục tiêu xa hơn ở các mùa giải tiếp theo. Ở vòng 12 V-League, Sài Gòn FC sẽ có chuyến làm khách trước câu lạc bộ Bình Dương. Đây là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng đang nằm trong nhóm cuối bảng.